Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay Yến quay trở lại công trình cầu yêu thương số 22. Thì ngày hôm nay cầu của mình là tới cái công đoạn là cắm chân cột cho cầu, cho nên Yến đến Yến chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Thì sáng hôm nay thì họ đến rất sớm, do là mình cô Be phải là đập dỡ cái cầu cũ ra nữa, cho nên cũng rất là mất thời gian. Sáng giờ thì họ cũng dỡ và cũng cắm từ từ. Dạ thì hôm bữa là mình khởi công cây cầu này cùng với cây cầu chị Huệ Nguyễn giúp đỡ ở trên cùng một con đường luôn. Thì mình khởi công mình đổ cột cùng một ngày, cho nên nếu mà kịp thời trong ngày hôm nay mình cắm cái này thì mình sẽ cắm luôn cả cột của cầu chị Huệ Nguyễn trong ngày hôm nay luôn nha cô chú anh chị. Dạ và riêng cầu này thì mình sẽ cắm tổng cộng 10 cây cột. Dạ bây giờ mình sẽ lại đó mình xem thợ người ta làm nha. Và hôm bữa thì Yến có nói về cái phần mà kinh phí á, là mình còn thiếu vài triệu đó. Thì hôm bữa sau ngày khởi công thì Yến cũng đã nhận được đủ sự giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ rồi, cho nên là mình đã đủ tiền để làm cầu luôn nha cô chú anh chị. Dạ bây giờ mình đến đây mình xem người ta làm chút xíu nha. Ở dưới sông thì người ta đã cắm được khoảng 5 cây rồi đó cô chú anh chị. 5 cây là cái hàng bên bờ bên đây. Bắt đầu ghe sẽ đi qua bên bển để cắm ở cái bờ bên bển. Dạ. Và ở chỗ này, ngay cái chỗ này nè cô chú anh chị, đây là cái phần móng thứ nhất. Dạ, hai cái phần móng. Cầu sẽ có hai cái phần móng ở trong bờ, cho nên là mình sẽ đào hai cái phần móng này. Thì cô chú anh chị thấy mình đào những cái móng rất là lớn. Ở phía trong, ở phía gần bờ mình có một cái móng nữa nghe cô chú anh chị. Cầu này có nghĩa là mình có tới là 6 hàng cột lần. Tại vì cầu rất là dài và thêm nữa là cái nhịp của nó rất là xa, cho nên bắt buộc phải là cái 6 hàng cột. Đó, cho nên ở gần cái bờ sông đó thì mình sẽ có thêm một cái móng nữa và ở đây thêm một cái móng nữa. Dạ, đó. Thì để cô Be khi mà người ta di chuyển qua thì Yến sẽ nói bây giờ cô Be đang di chuyển đi nè. Dạ đây là cái phần cột mà mình đã đổ nè cô chú anh chị. Này cô chú anh chị thấy cột của mình là cột trụ là vuông 30 hết nha. Dạ Yến để tay cho cô chú anh chị xem nè. Dạ cột của mình là vuông 30. Thì hồi sớm là họ đã cắm 5 cây rồi. Bây giờ là mình sẽ di chuyển 5 cây cột còn lại này. Mình di chuyển qua cái bờ bên đây. Mình di chuyển qua cái bờ bên đây để mà mình cắm ở bên bển. Dạ. Thì cột này của mình hôm bữa là đổ cũng chung với ngày chị Huệ Nguyễn đó. Cho nên bây giờ nó đã khô thì khô chắc cũng là cùng một lúc luôn cô chú anh chị. Dạ. Đây là cái hàng cột mà mình đã cắm. Dạ, đây là cái hàng cột mình đã cắm được 5 cây của bờ bên đây là ở dưới sông nha cô chú anh chị. Cột của mình đã cắm rất là cứng, rất là chắc chắn rồi. Tiếp theo ở trong đây là mình sẽ có cái móng thứ hai. Dạ, cái móng này nằm ở trên bờ nhưng mà mình cũng đào cái móng sâu như vậy đó cô chú anh chị. Bây giờ cô Be đang đào nè. Đó, đào cái móng sâu để mình làm cái hố băng. Hố băng này sâu hơn 1 mét nha cô chú anh chị. Từ dưới mình móc lên rất là lớn. Rồi kế đó là cái móng thứ ba. Cái móng thứ ba thì thợ đã đào rồi, cô Be đã đào hồi nãy rồi đó cô chú anh chị. Cái móng đó cũng tương tự như cái móng bên đây luôn. Dạ. Cho nên nó là cầu của mình nó mỗi một bên bờ như vậy đó, nó sẽ có 3 hàng cột. Tổng cộng thì mình sẽ có 6 hàng cột cho cả cây cầu này. Mỗi một hàng như vậy là mình sẽ có 5 cây cột nha cô chú anh chị. Cái móng này á là khi mà mình bới dưới lên, mình xới lên đó thì mình sẽ lấy làm một cái khối băng lớn ở dưới và bắt đầu mình nối cột lên. Do cái nhịp này của mình đó là nó dài quá cho nên mình phải có một cái hàng ở giữa này mới chịu nổi cây cầu của mình. Nếu cái nhịp dài quá mà mình không có cái hàng này thì nó dễ bị ở giữa nó sẽ bị thủng á. Dạ. Dạ bây giờ là cô Be đang leo lên bờ cô chú anh chị. Leo lên để chuẩn bị là mình leo lên tới mình sẽ dỡ cây cầu cũ này ra. Tại cây cầu cũ của mình nó vẫn còn cái móng ở bên đó nè cô chú anh chị. Dỡ ra bắt đầu mình mới cắm tiếp được 5 hàng cột ở bên bển. Do là vướng nhiều cây cối rồi đó, cho nên là mình dọn nó rất là mất thời gian. Nếu mà cái mặt bằng nó trống đó, là mình làm rất là nhanh. Mình ghim cột qua tới là bắt đầu mình cắm liền luôn à. Dạ. Yeah. Giờ yeah, mình sẽ thấy cô Be đang leo từ ở dưới xà lan leo lên trên bờ đó. Dạ. Yeah. phạm vi của mình nó làm ở chỗ đó thì nó hơi chặt á cô chú anh chị, nên là họ leo lên hơi khó, rất là mất thời gian. Ở đây là người ta là tầm 5 giờ sáng là bắt đầu đã có mặt ở ngay tại đây để bắt đầu mình làm rồi đó cô chú anh chị. Mà do là có rất là nhiều công đoạn cho nên dọn dẹp rồi rất là nhiều thứ. Yeah. Giờ mình đang dỡ cái cầu cũ nha cô chú anh chị. Thì cái cầu cũ này bữa nó quay cô chú anh chị xem đó, nó đã mục rồi, cho nên đó là khi mà cô be dỡ lên tới đâu rồi nó rụng rời tới đó hết cô chú anh chị thấy đó. Cái phần mặt sàn của cầu nó rất là mỏng luôn và mà sắt của nó thì cũng không có được nhiều nữa, và cho nên nó là dỡ lên nó rất là nhẹ nhàng. Cái phần sắt ở trong cái mặt sàn cầu thì cô chú anh chị thấy sắt rất là ít và nó sắt rất là nhỏ nữa, nên khi mà dỡ lên thì nó rụng hết trơn luôn. Thì cái cầu này lúc trước cũng là bà con cô bác ở trong xóm hùng sức đồ lại để người ta làm cây cầu này. Cái phần đà của cầu cũng rất là nhỏ. Khi mà mình dọn xong mặt bằng ngay chỗ bờ bên đó bắt đầu mình sẽ tiếp tục mình cắm cột. Hãy subscribe cho kênh Hiển để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, ngày hôm nay thì mình đã hoàn thành làm cắm chân cột cho cây cầu yêu thương số 22. Thì sau công đoạn ngày hôm nay bắt đầu là thợ sẽ vô, bắt đầu là mình sẽ đóng cốt pha để bắt đầu mình làm đà nước, rồi mình làm các công đoạn tiếp theo nghe cô chú anh chị. Thì song song đó là hôm nay là mình cũng sẽ tiếp tục để đóng dựng chân cột cho cây cầu của chị Huệ Nguyễn luôn. Thì Yến sẽ quay hai video riêng để cho rõ ràng cho cô chú anh chị xem. Dạ một lần nữa Yến xin thay mặt cho bà con ở nơi đây xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã ủng hộ giúp đỡ cho bà con họ có thể xây dựng lại cây cầu mới để cho bà con đi lại được an toàn, dễ dàng và thuận tiện hơn. Thì sắp tới Yến sẽ chia sẻ thêm những cái công đoạn tiếp theo cho cô chú anh chị xem. Một lần nữa cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.